hết sức đấy nè đó anh ấy chụp chung ba tết đó đi nào chụp được bỏ bạn đang như này còn chụp tre cái bây giờ tạm đi đây tạm làm lại đấy chụp tre cái nơi hàng ở Phơi Nhất này đó anh là hàng Phơi Nhất tre nó chiêng cái phơi hai mặt sáng này tại cái bánh lươn chẳng mà chả kẹt bên chất thì cho ngoài bánh sẽ áp mình vô thom chỉ tính chẳng có ngọt bánh đấy nên này đã trộn cá chiên năm bánh năm chú cưng mà đầm cha cha nên từ này từ nôm lấy từ xa bọc nhầm bán nhưng mà nâng từ đo còn lại nhầm đó mình sẽ cảm ơn bánh thân lắm nên cho buôn này đã miên trồng ngò thì bò để tôn cho nên cả ban thân nam mình cho bà ai bị sai cho một phiên bán ai xu phiên bán trong lúc dưới này đòi cho bò nên dưới này đặt để đặt ngọc nhé không bay cái là anh chết ấy cho buôn này đã trong che ban thân nam từng ngò đấy ai tên này tên đâu mà nhôm mốc nhôm dưới này đặt vì pro này vì chia phải là một cái bò mùi đá này hoặc nè chia trên này đang mùi đá dân che tới dân ảnh dân tới ăn được quạt hay câu vì trên chơi một cái bò mùi đá xem ra bằng cả lại chấm nồi hay là ban tại to là một ban chân em đầm lại dân lên từ tiếp xá và cua xóm đấy chân cua này đã trong chá ai tên này tên hồn mất ôm in cái bạ cái tay thế này đó nè còn là nè tao không nè miền ở Poko xóm bẹ môi chùm luôn miền đôi chít Thanh Nam miền đôi địa mặt tơ ở nắng ở miền đằng Tây xẻ móc hay miền thực cả bờ vía hay người là chăm prap tí tôi tới chúng chưa chắc là nè đó con này ai thôi bạn nghĩ rồi thì mình và bạn này là thì chụp phun nè đây là chụp chặt đạp đó đang chặt vô rồi lượt lên cho nè mình sẽ lành nè sẽ lành đạp đó chặt vô rồi tại nó không nắng bớt xanh nè nhầm đạp hơi nè đó con em lên Oppo tặng on nắng giờ tôi ăn được vót chết đây đang rất để chặt che ra màu kre cao nè đó hú chỉ có cái kre cao bằng aku chụp cái tang này là video này xem cái này chụp như là video của tiên là các em mình giờ dòng bây giờ xa đạp bây giờ này làm phải ú làm tần hộp đá nhưng chưa chết thang này tao không nghe ban tôi sẽ làm video bọc nhà mới vì đặc biệt xa đạp bây giờ nơi làm tần hộp ăn xế đây và mình cùng học có mấy tay thắng tay về tao phóng chúc nhé là video của các lại thì đó cũng chừng được điểm